Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì tôi hướng dẫn cho các bạn một bài rất là hay. Bài có tựa đề là Giê-xu khởi thắng. Bài này viết theo tiết tấu nhịp đi ha. Theo tiết tấu nhịp nhanh, đi và hào hùng ha. Và có rất nhiều chấm giật ha. Và bài này thì dễ ở viết ở trên giọng đô trưởng này. Đây là âm dài của đô trưởng. Đây là một bài nhạc ngoại ha. Đó ha, được viết phổ theo lời Việt. Bài rất là hay, có rất nhiều ca đoạn hát đô trưởng ha. Bài này hát thì tôi thấy ở đây cũng có thấy viết bốn bè ha. Nói chung là tất cả anh chị có thể các ca đoạn thì tôi cũng thấy hay tập theo những cái bài bốn bè như thế này. Thì hôm nay tôi lại mới một xíu là tôi muốn có thêm một cái phần hòa âm mới cho cái bài này ha. Và cái phần hòa âm nó sẽ quyết định cho cả phần bè luôn ha. Cho nên mà các bạn nắm được hòa âm thì rất là thú vị, sau này sẽ giúp cho các bạn tự viết bè cho một bài luôn. Và cái bè nó dựa theo hòa âm thì nó rất là tuyệt vời ha. Giai điệu sẽ như thế này. Công thức 1-4-5 của giọng đô trưởng thì bạn biết là dễ đúng không? Bậc 1 là đô này, bậc 4 là pha, bậc 5 là son ha. Và giọng song song là la thứ, bậc 4 là rê thứ, bậc 5 là mi thứ. Ngoài ra thì có một âm si giảm thôi ha. 7 hợp âm cơ bản thì cũng giống như rất nhiều các bài khác, và tôi sẽ có thêm phần nâng cao cho các bạn ha. Tôi giọng hôm nay dạy hơi nhiều, giọng nó không được tốt lắm. Tôi sẽ la cái giai điệu lên cho các bạn ha, và các bạn hãy tập trung vào những cái phần hòa âm mà tôi làm mới cho cái bài này và cả cái cách đệm nữa ha. Đó thì bài này ở trong thành ca thì các bạn có thể đệm vừa hào hùng và trang nghiêm, hòa âm đầy như hợp âm 7, màu sắc thì sẽ rất là đẹp. Bài này nên dùng nhiều hợp âm 7, hợp âm 7 trường thì sẽ rất là khỏe. 7 trường hút mạnh rất là đẹp và sẽ làm cho cái bài của các bạn rất là hay ha. Các bạn này. Đó, son son đô đô rê rê mi mi đô đô la rê đô si la si đô. Giai điệu vậy đó ha. Son son đô đô rê rê mi mi đô la ti ti đô đi la rê ti. Bạn thấy không ạ? Si đô rê mi rê son la si đô si la si rê đô si đô la rê rê si đô la rê son đó đô si la si son si đô rê. Nhắc đi nhắc lại thôi ha. Đó thì hát nhanh lên kia, bài hát nhanh nhỉ, tom ta ta ra tom ta ra ta vân vân ha. Bài này kết hợp đàn organ cộng với lại cả cái bass, cái chân bass, các bạn chân bass dưới á, các bạn nên dùng cái tiếng organ ấy. Organ ở những cái đàn mà electron thì tôi nghĩ là dùng organ 3-4 đấy rất là đầy ha. Đó và các bạn cộng thêm một bên nữa là có cái tiếng timpani ha, để vào này bum 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 ha. Các bạn này đó, bum bum bum. Các bạn nên dùng hợp âm đầu tiên là hợp âm dẫn, hợp âm son 7 này. Nên dùng chơi hòa âm bốn bè, bài này sẽ rất là hay này. Tam 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 đó ha. Tôi dùng hòa âm trước son 7 xong về ta ra ta 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 ra ta. Tôi về hợp âm đằng sau đô là hợp âm về pha trưởng mà bắt la, xong về son bắt si ta ra ta ta yeah ta 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 ti ra ta ta ti. Ở đoạn này khá là thú vị ha. Này bạn nhìn này, son 7 nhé, ta 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 đô trưởng về pha bát la, cái đô đằng sau về pha bát la đó, dẫn này sau bát si đó, phong về đô trưởng xong rồi về mi 7 át là bát son thăng về la thứ này ta ta pha trưởng đó, rê thứ về pha các bạn thấy không ạ? Nghe thấy được không, khỏe khoắn không ạ? Đó là nhìn này, về đô trưởng về pha bát la đó, pha được không ạ? Giai điệu trên này ta 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 ta. Bạn thấy không ạ? Đó
giai điệu chạy trên thì phần đệm dưới này. Tan ta 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 ta. Đó, các bạn thấy không? Rất là hào hùng á. Thế bằng tiếng organ ở đây mà chúng ta giữ này. Bốn bè nó bát chạy dưới này. Si là đó. Đó, mi bảy. Gì? La thứ ta ra pha. Ở đây nhiều người cũng vào re thứ thì cũng được. Ta ra ta đó. Ta ti ra ta ta ta. Đó. Ta ta ti. Về re thứ ở đây thì cũng cũng được. Xong rồi về re bảy. Bát pha thăng. Xong bè son. Ti ra ta ta ta. Đó ha. Cũng được tùy các bạn ha. Rồi, đấy là đoạn đầu tiên này. Đi, ta ta ti. Ta mi bảy. Ta ta ti ta ta ti ra ta 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 ta. Quay lại thôi ti ta ta. Đó ha. Giai điệu này. Ta 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 ra ta ta. Quay lại. Đó ha. Ta la fo ta ti ra ta ta ti ta. Đó ha. Đó là đoạn đầu tiên. Hai câu các bạn có thể dùng giống nhau đều được hết ha. Tôi làm lại chậm thêm cho bạn là lần nữa nha. Xong tiếp tục này. Si đô mềm mại này. Đi ra đi ra ra đi ra đi. Ở đây tôi dùng là son bát si này. Si đô đi. Nghe khá thú vị ha. Mềm lại ha. Đó. Yeah. Đoạn này á. Son bát si. Son chữa mà bát pha thang. À bát pha. Son bát pha. Đây các bạn nhìn thấy là âm son 7 mà đảo 3 đó. Xong về re. Đó. Re 7 bát pha thang. Lặp lại thôi. Đó. Về re chữa này. La 7. Đây này. Re là 7. Về re trưởng. Thú vị ha. Rồi. Cái đoạn này sẽ rất là hay. Đi ra ta ra đi. Ta ra đi ra đi. Ta ra ta đi ra ta ta. Ta ra đi ra 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 ta. Đúng rồi. Ta đi ra ta đi. Ta ra đi ra đi. Ta ra đi ra đi. Ta ra ta. Ta đi ra ta. À đâu rồi. Nhìn nhầm. Nhắc lại thôi. Đó, các bạn thấy không? Nhắc lại thêm lần nữa. Đó. Wow, đoạn này có một số thay điệu thay đổi khác. Cái đoạn này các bạn vừa đoạn trên hào hùng đúng không này? Đoạn này đang chuyển giọng sang son trưởng, ly điệu sang son trưởng thì đoạn đầu tiên là đô trưởng này. Đó, dứt khoát đó. Ta ra ta pa ra pa ra pa.
nhắc lại ti đô ra ti ra ta ra ti ra ti ta ra ta ti ra ra ta ta ra re bảy đó ha ta ra ti son bảy nhé ta ta ti son này xong về mi bảy ta về la bảy re bảy về son khá là thú vị nha ta ra ti ta ra ti ra ti ra re wa nghe rất là sáng ha ta ra ti ta 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 ti ra ra ta ra ti ra ti ra 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 ti ta ta đó là sau lại quay lại các bạn ha quay lại giống hết chứ ha các bạn này các bạn nên thêm đó có những hợp âm tôi nói vừa nãy ngay từ lúc đầu á là các bạn nên thêm những hợp âm nữa đó bảy xong lại mi bảy xong về la bảy về re bảy wow xong lại xong bán bảy không này những cái ở thành cam mà các bạn sử dụng những hợp âm như vậy nghe rất hay hoặc là son bass si đó xong đến son son bảy ti ra ta ra ti đó son bảy bát pha xong đấy đến re bảy bát pha thăng nè khi mà các bạn chơi nhanh lên thì sẽ rất là hay này tum 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 đó hay không tum 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 ta ra ra mà chơi theo kiểu cổ điển á rất đẹp đó thì ta ti ra ti ti ra ti ra ra ta ra ti ra ra ti ra ra ti ra ti ra ra ti ra ti ra ra ti ra ra ti ra ti ra ti ra ti ra ti ra ti ra đó bạn thấy không nghe thấy là khác hẳn ha bạn chơi theo kiểu cổ điển á và organ giữ còn piano đi accord như vậy thì nghe rất là hiệu quả ha. Rồi, đó thì đoạn sau thì quay lại thôi, tôi xem đoạn sau có gì khác không? Ta ta ti ta ra ta ti ta 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 ti ta ra ta 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 ra ra ta ra ra ta 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 ra ta ti ra ra ta ta. Cuối cùng này, đoạn sau này thì chúng ta nên tập thêm đoạn tạo lại này nhé. Ti ra 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 ta ta đoạn hallelujah này. Hallelujah. Đoạn này thì tôi xin khuyên các bạn này dùng này. Để một lại hòa âm khá là thú vị ha. Đô trưởng về đô 7 mà bát si giá. Khá là thú vị. Xong rồi về pha bát la, xong về pha thứ bát la dáng, xong về đô bát son, xong rồi về son, xong về đô. Bạn thử nhé. Son mi re fa
đô. Ok ha, thôi giờ ghi thôi. Đó, fa đô. Đó ha. Đoạn này tôi làm lại nào. Đô đô, các bạn nào làm lại ha. Đô đô re mi fa. Thấy chưa? Đô đô re mi fa. Đô chưa? Về đô bảy bát si dáng. Mi fa về fa bát la. Đó. Được không ạ? Xong rồi. Do re mi. Ở đây xong lại do re mi. Tôi sẽ là về đô trưởng này. Do re mi. Yeah. Đô nhé. Re so bát si. Mi đã gọi thành hoàn toàn, nếu các bạn viết hòa âm thì hoàn toàn có thể tự viết ra một cái bè khác nghe thú vị hơn rất là nhiều. Này, do re mi. Re so. Yeah. Do re mi re so mi re fa mi do bát son. Son 7 về do về ha. Đó, các bạn hãy thử lại cho tôi làm lại từ đoạn hallelujah ha. Nè. Hallelujah hallelujah. Rê trưởng. Bạn kết thêm về kết nửa cũng được này. Son mi re so fa mi re do. Về la thứ xong về re son vào do. Lúc này mình kết hoàn toàn cũng thú vị ha. Đó, còn không thì bạn này do bát son về son 7 về do. Thêm một vài chỗ nâng cao lên cho bạn thôi ha. Còn đương nhiên mà sâu về hòa âm thì bạn nên đi học ha. Đó. Nói chung là những bạn nào mà là những học viên của tôi thì cũng sẽ được học hết những hợp âm 7 như thế này. Ví dụ đô này, đô bát, bát si dáng này. Đó ha. Đó, các bạn thấy không? Và khi các bạn ví dụ như là ta ra ta ra ta ta ra ta ra ta ra ti ra ta ta ta. Bạn thấy không ạ? Nghe nó rất là khác ha. Muốn hào hứng thêm cái đô bát chân bát nữa lên ha, thì nghe nó hiệu quả rất là nhiều. Hoặc là khi mà có dàn dây chạy ví dụ này ti ra ti ta ti thì dây cứa cái violin này sẽ kéo cứa nốt thì nó sẽ rất là hào hùng. Piano này ti ra ta 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 ra ti ra ta ta ra ta ri ra ra ta ta ra ti ra 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 ti ta ra ti ra ta 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 ra ti ra ta ta ra ta ri ra ra ta ta ra ti ra ta ti ro ra vân vân ha. Nghe rất là hào hùng ha. Đó, và trong thời gian khoảng tầm khoảng gần 20 phút ha, thì tôi đã cho hướng dẫn cho các bạn cái bài Giêsu khởi thắng, một bài khá là hay đó. Và đương nhiên thì bài gốc thì các bạn có thể tập bè như trong bài gốc cũng rất là ok ha. Đó, và tôi muốn làm mới thêm một xíu về phần hòa âm ha, để cho các bạn có thể thích biết thêm một chút về kiến thức về hòa âm, để khi các bạn đệm hát hoặc là các bạn làm một bài như vậy thì sẽ giúp cho bạn tươi mới hơn. Hoặc là có nhiều anh chị tốt mà thì có thể viết thành một cái bè mới luôn, giữ nguyên giai điệu, còn phần bè thì anh chị viết dựa trên cái phần hòa âm của mình nhá. Đây này, ví dụ như này. Dê thì dê, bạn thấy không nè. Ta 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 ti ro la bè bass ta ri la ti ta ra nha. Ti ti ta ta ti ro ti ti ro la. Ta 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 ti ra ti ra ti ra ti ra ti ra đó, gọi đi.
vân vân ha, đó piano và dàn dây kéo nữa. Wow, nghe khá là thú vị ha. Trong đó đàn háp chạy đó ha. Trong đó đàn háp vuốt thì rất là đẹp. À, trên là bè giọng thánh thót lên xíu nữa, giọng gió thì rất là đẹp ha. Đó là tất cả những kiến thức về hòa âm thì tôi khuyến khích nên các bạn nên đi học ha. Đó, các bạn nào mà quan tâm những khoa học của tôi thì cũng có thể vào website haipiano.com. Bởi vì tôi có 4 tập từ hòa âm cơ bản đến chuyên sâu cho các bạn ha. Và sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được tài chính thời gian. Và cái cách học thì mỗi bài tôi đều có giáo trình file PDF cộng với lại clip hướng dẫn đi kèm ha. Nó rất là tiện lợi cho tất cả các bạn học sáng, trưa, chiều, tối. Và cho những anh chị không đến các trung tâm âm nhạc học được hoặc không học một kèm một được, thì đây là một cái bộ giáo trình rất là chất lượng để cho tất cả các bạn học. Đó, và sau mỗi bài thì anh chị có câu hỏi tôi sẽ trả lời cho anh chị. Và sau 5 bài thì anh chị quay clip lại tôi sửa cho anh chị. Học như vậy thì nó mới chất lượng ha. Đó, và anh chị mà muốn tôi hướng dẫn những bài nào thì cũng anh chị có thể comment cho tôi ha. Tôi luôn đồng hành cùng với tất cả anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.